Xoay qua đây nè, không có nghe. Cái vừa đây uống chứ không phải để cho phần ra mày mẹ chụp. Mẹ chụp mây mà, mẹ đâu có chụp trái dừa đâu. Bà ngoại. Bà ngoại, trái dừa để uống chứ đâu phải để chụp hình đâu mà mẹ chụp chứ. Đâu có ngồi vậy nè, húi mặt kìa. Chắc đi giải quyết á. Nắng dữ trời.